đáng tại cho tao. Anh hai, vậy mà tôi sẽ trả tiền. Tao có nghe nhầm không? Mày nói mày trả tiền hả? Phải, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho mấy người. Là mày nói đó nghe. Tiền đâu mà anh hứa mạnh miệng vậy hả? Mình à, ta lấy tạm tiền hàng đi mà mình. Rồi làm sao mà lấy hàng để bán tiếp được? Anh tính đóng cửa tiệm luôn hả? Cái tiệm nó nuôi cả nhà này đó, anh có biết không? Anh vừa mới tìm thấy cuốn sổ của cha để lại, có ghi chép các khoản nợ mà người ta thiếu cha mình. Anh sẽ đi lùng và thu hồi chúng, tích tiểu thành đại. Mình ráng chờ anh nha. Anh thấy chú ba nói đúng á, đó là phúc của nhà mình. Hết nói nổi. Ta tự đi trả nợ cho anh hai ta. Đây, ông kiểm lại đi. Thằng Minh Thành đúng là có phước khi có một đứa em trai thương anh như vậy. Phần của người đây. Phải vậy chứ. Sao có 10 tiền hả? Hả? Trừ cái phần ta nợ ngươi ra, rồi chia đôi thì ta phải được 25 tiền chứ. Nhà ngươi có bị ngốc không vậy? Còn tiền lãi nói chi nữa. Nói chi lần này ngươi hên đó, mới được ta chi thêm 10 tiền. Lần sau là không có một cách đâu. Thiệt là ép người quá đấy. Nói nào ngay, ngươi cũng có một thằng em tốt bụng đó chứ. Thì ta đã nói, cha ta ngày xưa là phú gia mà. Ta cũng là thiếu gia giống như ai. Tài sản để lại cho hai vợ chồng đứa em hưởng thì ta cũng phải có phần trong đó. Dù ta đã nắm tay nhau thật chặt mà vẫn là quên.